Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, cơn bão Yagi vừa qua đã làm gãy đổ trên 40.000 cây xanh. Dù là cây to hay cây bé thì cũng đều đổ rạp. Thậm chí là cả cổ thụ cũng bật gốc. Nhưng trong đó chỉ có 3.000 cây là có thể phục hồi. Các cây cổ thụ rất là nhiều năm rồi mà bây giờ đổ như thế này chúng tôi thấy, cảm thấy chúng tôi tiếc. Từ hôm bão giờ là tôi đi vòng quanh đây nhưng tôi rất buồn. Tôi nhìn thấy cây đổ mà tôi nổi gai ốc lên. Tôi xót xa. Ngay sau khi cơn bão tan, cùng với lực lượng chức năng, người dân và nhiều tổ chức cộng đồng đã chung tay khẩn trương khắc phục mưa bão, dọn dẹp vệ sinh môi trường, song song với đó là triển khai giải tỏa cây đổ, dựng trồng thay thế để đảm bảo lưu thông cũng như sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh nuôi thị. Chúng tôi đang hỗ trợ bà con cư dân để mà phục hồi những cây đổ vẫn có thể cứu được. Thứ hai thì cái cây nó to mà chỗ này là không xe cẩu không vào được, nên là nó phải dùng những cái biện pháp thủ công. Các cái cây ở vườn ươm của chính Hà Nội thì đang không thể đủ ngay để trồng lại những cái cây lớn, và chúng tôi sẽ phải huy động của các cái tỉnh lân cận nữa thì đáp ứng được. Cây xanh là cơ sở hạ tầng quan trọng giúp các thành phố chịu đựng các tác động của biến đổi khí hậu. Nhưng để làm được điều đó, bản thân các cây phải đứng vững trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Những cơn bão mới sẽ đòi hỏi cách quản lý tốt hơn tùy thuộc vào từng loài cây. Phát triển mảng xanh như thế nào để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lại vừa có khả năng chống chịu tốt với những yếu tố tác động từ môi trường xung quanh? Hãy cùng gặp gỡ vị khách mời ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chào anh ạ. Chào em. Rất vui được gặp lại anh trong chương trình Việt Nam Bền Vững. Vâng, thưa quý vị, đây là anh Nguyễn Hoàng Hào, cán bộ của Viện Điều tra Quy hoạch Rừng. Và hôm nay anh Hào sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về cái vấn đề thực trạng cây đô thị ở Hà Nội cũng như là các đô thị lớn ở Việt Nam, và những cái vấn đề mà cây gặp phải khi mà mỗi mùa mưa bão đến. Đặc biệt là như vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến sự gãy đổ hàng loạt trước cơn bão Yagi siêu bão khổng lồ, đúng không ạ? Chúng ta đang đứng ở đây là trong trung tâm của Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, và ở đây như các bạn thấy là Bảo tàng Tài nguyên Rừng. Thì về cái lịch sử của Viện Điều tra Quy hoạch Rừng thì đã có hơn 60 năm, và Bảo tàng Tài nguyên Rừng là một nơi mà lưu giữ các sản phẩm, mẫu vật, các loại sinh vật của rừng. Các bạn đến đây lại học một cái bài học mà có thể gọi là một cái bài học đau xót của thiên tai. Chúng ta sẽ được chứng kiến cái cơn bão Yagi đã phá hoại cái thảm thực vật như thế nào. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có một số các cái bài học rằng tại sao mà các cái cây nó ở trong cái điều kiện gần như tự nhiên như thế này mà nó lại đổ, nó lại gãy. Qua thống kê sơ bộ, tại Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam có gần 300 cây to bị bật gốc, đổ ngổn ngang. Trong đó dự kiến gần 200 cây gỗ phải chặt bỏ và gần 100 cây gỗ cần gia cố chống đỡ lại. Phần lớn các cây gỗ trong vườn bị gãy đổ đều là những cây to, lâu năm và có giá trị. Chỗ này có một dãy sấu nhá, cao khoảng 20 mét đây. Nhưng đây bây giờ nó bẻ hết, nó to nằm hết xuống rồi này. Đấy, em nhìn thấy vườn dẫm vào nó khác gì ruộng đâu. Vâng. Ở đây có một cái bài học rất lớn mà chúng ta thấy là mọi người khi xây dựng nhà mà các em thấy đấy, kể cả các cái vườn của gia đình thế, là mình cứ tô đất nhà mình cho nó cao lên. Trong khi chẳng ai quan tâm đến cái chuyện cái rãnh thoát nước, cái cống thoát nước ở ngoài kia nó như thế nào cả. Khi mà các bác bắt đầu gây dựng cái khu vườn này thì nó là một cái gò cao, mà bây giờ nó thành úng như thế này. Ồ thế ạ. Tại vì là các cái khu xung quanh ngoài kia bây giờ nó cao lên mất rồi và cái thoát nước của nó kém đi. Nên em thấy là với cái mực nước mà nó cao như thế này, cái bộ rễ nó chỉ có mỏng, có chưa đầy 50 phân như thế này thôi, thì trong một cái chiều cao mà gần 20 mét mà cái bộ rễ nó chỉ có như thế này thôi thì nó sẽ không thể nào đứng được. Có nghĩa là nó cũng là cái vấn đề của cây ở trong đô thị, là nếu dù mặc dù có thể ngày xưa chúng ta đã trồng nó rất sâu, nhưng vì là không có lối thoát nước, nó gây úng ngập ở trong lòng đất và khiến cho là bộ rễ ở các cái cây đô thị, những cái cây rất to nó cũng có thể bị hỏng đi, đúng không? Bị mỏng như thế này. Các em thấy ở đây có một cái cây rất là dài, một cây bách tán này. Cái gốc nó ở tít ở đằng kia mà chúng ta nhìn thì nó lật lên kìa. Cái cây này là gần như một cái cây biểu tượng của bảo tàng. Nó đã tồn tại ở đây đến 60 năm rồi. Cây này nó có đến 40 mét không anh? Cây này nó chưa đến 40 mét mà nó mới có 35 mét, khoảng hơn 35 mét thôi. Đường kính nó đã lên đến 70cm rồi đây. Anh Hào ơi, thì nếu mà cái bộ rễ nó đã úng ngập như này rồi thì cái khả năng phục hồi của cây như thế nào ạ? Với cái vị trí như này chúng ta không thể phục hồi được cây này nữa. Việc thứ nhất là cái bộ rễ của nó đã bị hỏng do nước rồi. Chúng ta không thể cải thiện được cái vùng đất ở đây nữa, vì nó đã bị ngập úng, nó trở thành rất clay rồi, nên là không thể nào mà trồng một cây trên cao xuống cái hố nước nữa.
Vậy thì cái điều này có thể giải thích cho lý do vì sao mà cây ở Hà Nội đổ quá nhiều như thế và gần như là phải cưa bỏ và mang đi chứ cũng không gần như không thể phục hồi được mấy, đúng không? Cái câu chuyện mà cái cây xanh ở trong đô thị mà những cái cây lớn, cây có thể gọi là cây cổ thụ lâu năm ấy, nó bị đổ gãy, một phần là do cái quá trình mà quá thành thục rồi, một cái phần nữa là do ở trong phố nó lại còn một cái chuyện, đó là cái gốc của nó, cái rễ của nó hiện nay là bị vỉa hè, bị bê tông, bị lấn, bị chặt rễ các thứ, thì nó sẽ dẫn tới cái chuyện là cái bộ rễ nó không đủ để giữ cho cái cây nữa nên nó sẽ đổ. Theo chuyên gia Nguyễn Hoàng Hào, quy trình khắc phục cây xanh gãy đổ sau mưa bão gồm 10 bước sau. Bước 1, đánh giá ban đầu và phân loại tình trạng cây, cần phải kiểm tra tình trạng của cây và xác định khả năng cứu chữa. Nếu cây bị gãy cành nhưng thân chính và bộ rễ còn khỏe thì cây sẽ có khả năng phục hồi cao. Nếu thân chính bị gãy ngang, cần phải xem xét độ tuổi của cây. Cây non có thể ra chồi mới từ phần gốc, nhưng cây già thường khó phục hồi. Nếu bộ rễ bị tổn thương nghiêm trọng, nên cân nhắc thay thế bằng cây mới. Bên cạnh đó, cần phải xác định loài cây và đánh giá tính thích nghi của cây đối với hệ sinh thái nơi trồng. Bước 2, xác định mức độ ưu tiên đối với cây cần khắc phục. Các mức độ ưu tiên bao gồm: loài cây bản địa tại chỗ có tuổi dưới tuổi thành thục, còn khả năng tái sinh tốt; loài cây di thực đã được khảo nghiệm giống thích hợp với điều kiện sinh thái, sinh cảnh tại nơi trồng; loài cây có phân bố sinh thái trùng với điều kiện sinh thái, sinh cảnh nơi trồng; và cần hạn chế các loài cây bản địa tại chỗ nhưng đã đến tuổi thành thục, chỉ giữ lại đối với cây di sản, cây cảnh quan nằm trong công trình di tích cảnh quan đặc biệt; loài cây di thực chưa được khảo nghiệm giống trong điều kiện sinh thái, sinh cảnh nơi trồng; và loài cây nhập nội. Khuyến cáo loại bỏ những cây đã thành thục ở tất cả các loài không đáp ứng được các yêu cầu bên trên. Cây ngoại lai xâm lấn đã được khuyến cáo của nhà nước hay các tổ chức bảo tồn quốc tế. Bước 3, chuẩn bị dụng cụ và vật liệu cần thiết. Bước 4, xử lý cây bị gãy đổ, cắt tỉa, làm sạch và xử lý vết thương trên cây. Bước 5, chuẩn bị hố trồng và cải tạo đất. Hố lớn hơn ít nhất 1,5 đến 2 lần kích thước bầu rễ của cây. Thể tích hố trồng phải phù hợp đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng với đặc tính sinh thái của loài cây. Khi cây thành thục thì phần đất trồng có đủ dinh dưỡng và thể tích cho bộ rễ của cây phát triển. Bước 6, trồng và chống đỡ cây. Lưu ý, cần gỡ bỏ toàn bộ phần túi bầu hoặc vật liệu bao bọc bộ rễ nếu có. Bước 7, tưới nước và bón phân. Bước 8, chăm sóc sau khi trồng lại. Kiểm tra định kỳ hàng tuần, bảo vệ cây khỏi điều kiện khắc nghiệt, phủ lớp mùn xung quanh gốc cây. Bước 9, đợi cây phục hồi và theo dõi sự phát triển. Cần phải theo dõi sát sao trong 3 đến 5 năm đầu. Bước thứ 10, có thể sử dụng thêm các biện pháp bổ sung như kích thích da rễ, xử lý cây trồng bằng vi sinh vật có lợi. Khi mà những cái bộ rễ ở các cái cây xanh đô thị trong Hà Nội nó được bật lên thì người ta thấy là có rất nhiều những cái bao bọc, thì trong đó thì có những cái bao ni lông, bao dứa, nhưng cũng trong đó thì cũng có những cái bao mà người ta nói ra là bao có thể phân hủy được. Thì cái quan điểm của anh như thế nào về cái việc trồng cây với cái bộ bao như thế ạ? Ở Việt Nam mình và ở trên toàn thế giới, cái việc bọc bầu mà không có cái tính sinh học ấy, nó không tự phân hủy được trong một thời gian ngắn ấy, thì không có quy trình nào cho phép là chúng ta bọc bầu. Người ta có thể để cái bầu đó cho đến lúc mà đặt cây vào hố để cho sao nó vận chuyển nó dễ. Nhưng sau khi đã đặt xuống hố thì bắt buộc người ta phải xé bỏ cái bầu đó. Dĩ nhiên là có một số vùng mà người ta có cái loại bầu mà nó thân thiện với môi trường, có thể phân hủy trong một thời gian ngắn khoảng độ 3 tháng đến 1 năm. Thì nhưng ở Việt Nam hiện nay sử dụng bầu bao sinh học nó không phổ biến vì cái lý do giá thành. Vì khi sử dụng các cái giá thành đó nó sẽ cao hơn cái việc là dùng bầu bao ni lông rất nhiều. Theo anh thì tại sao lại có cái hiện tượng là trồng cây với cái hố rất là nông và với mấy cái bầu bao vẫn còn nguyên như thế mà ở hàng loạt những cái con phố? Bản thân cái đất mà cái chỗ mà người ta trồng ý là người ta đã không chuẩn bị tốt cho cái việc mà để trồng cây. Đa số các cái khu phố mới, các cái khu công nghiệp các thứ thì người ta đều mang đất cát ở các nơi khác đến, thậm chí là trạt xây dựng hoặc là cát để người ta lấp cái khu vực đó, tôn nền để người ta trồng. Nên là khi mà người ta trồng xuống ý thì cái bộ rễ nó phát triển nó sẽ không được tốt, và người ta đào bé thì dĩ nhiên là tốn ít công hơn là việc thứ nhất. Việc thứ hai là khi người ta làm một cái hố như thế, người ta chăm sóc, người bón thì nó sẽ nhanh hơn. Thì khi mà có cái diện, có cái bao bọc như vậy thì cái lượng bón của người ta sẽ không bị thoát đi ra ngoài nhiều, thì nó sẽ kích lên cái lá tốt hơn, nhanh hơn. Và như vậy với chủ đầu tư cũng như là những cái người đi qua mà không biết quá trình trồng thì cứ nhìn cái lá cây nó tốt hơn thì người ta sẽ thấy rằng là như thế là nó đẹp hơn. Vậy là có nên có một cái sự thay đổi trong quy định trồng và chăm sóc để có giữ được cái sự bền vững của cái cây xanh đô thị không ạ? Bởi vì theo như anh mô tả ấy, thì có thể thấy rằng là đó mới chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Đúng rồi. Qua một cơn bão thì đó chính là cái thuốc thử mà rõ ràng nhất và mạnh nhất cho cái tính bền vững của đúng những rồi cây xanh đô thị. Đúng rồi. Thì thực ra là các cái quy trình thì nó đều có cả rồi.
Thế nhưng mà bởi vì là mọi người muốn thấy được cái màu xanh nhanh hơn, dẫn tới mọi người làm nó như vậy. Và việc thứ hai nữa đó là để đầu tư một cái cây từ nhỏ cho đến cây lớn thì nó mất thời gian rất dài, mà ai thì cũng muốn là nhìn thấy nó xanh ngay, thì tới mọi người đã mang cây lớn đến để trồng. Dạ. Mà điều đó thì nó sẽ không có cái tính bền vững. Dạ. Cây xà cừ này được các bác ở trong viện này trồng từ cái thời kỳ đầu tiên mới thành lập viện vào những năm 60. Thì và nó cùng với cả một số cái cây xà cừ lớn mà đã được trồng ở trong thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì hôm nay cơn bão Yagi cũng đã cho hạ cụ này nằm xuống đây. Bản thân trong tự nhiên ý, thì cái việc một cây nằm xuống cũng chính là một cái điều kiện để cho những cây mới phát triển. Và đó là một trong những cái diễn thế sinh thái của tự nhiên. Tuy nhiên ở đây nó là một cái cây cảnh quan. Nên là khi mà chúng ta mất đi một cây như thế này thì nó sẽ rất là đáng tiếc. Bởi vì sẽ rất lâu sau nữa chúng ta mới có thể được có được những cái cây mà nó lớn như thế này. Nhưng mà để có được những cái cây lớn như thế này ở trong phố của chúng ta bây giờ thì có thể là một cái điều gì đó mà có thể gọi là nằm mơ đấy. Trong cái khoảng thời gian mà sau khi cơn bão Yagi đi qua thành phố Hà Nội thì phải nói là bên cạnh những thiệt hại về người và của thì cảnh quan cây xanh là cái điều mà đau xót nhất đối với người dân Hà Nội. Và với cái hiện trạng của thủ đô mình bây giờ ấy, mà muốn phát triển cây xanh đô thị bền vững thì phải làm gì? Trong cái quy hoạch mới, nếu như mà chúng ta muốn cái mức độ xanh ý tốt hơn cho Hà Nội thì cái việc mà ưu tiên cái đất để cho cái thảm xanh thì nó sẽ trở nên một cái gì rất khó, thậm chí có thể nói là không tưởng. Tuy nhiên thì trong cái điều kiện như vậy thì chúng ta cũng có thể là chọn những cái loài cây mà nó có thể là nó nhỏ hơn, không yêu cầu cái không gian dinh dưỡng lớn như cũ trước nữa là việc thứ hai. Và còn một cái việc nữa đó là chúng ta có thể thay đổi, chuyển từ cái cây xanh mà sống ở trên mặt đất, chuyển sang những cái cây xanh sống theo chiều đứng, như ở cái vườn đứng hoặc là cái vườn ở trên mái nhà, để nhằm một cái mục đích là gì, vừa là xanh hóa cái đô thị, giảm nóng, giảm nhiệt cho các cái tòa nhà, và cũng đồng thời là nó tăng cái tính đa dạng của các loài cây ở trong phố. Như em được biết thì là ở trong công tác mà bảo tồn rừng ấy thì thường là bây giờ đang có cái xu hướng là trao quyền cho người dân. Thì không biết là với những cái cây xanh đô thị này thì mình có nên áp dụng cái biện pháp đấy không ạ? Theo như cái quan điểm của mình ý, thì cái việc mà trao cái quyền mà quản lý cho cộng đồng ý, là một cái việc làm mà khá là hay, bởi vì nó sẽ giảm thiểu cái áp lực quản lý lên cái cơ quan nhà nước, và cũng giảm thiểu cái kinh phí, cái chi phí trong cái vấn đề quản lý cũng như là duy tu bảo dưỡng cái cây. Tuy nhiên thì trong cái vấn đề này thì chúng ta cũng cần phải có những cái quy định, thậm chí là có thể là có những cái hướng dẫn kỹ thuật cụ thể để cho cái cộng đồng người ta hiểu được và người ta áp dụng được cho nó đúng. Trong cái vấn đề này thì chúng ta đã làm một cái bước đầu tiên là ở cái ngoài quận Hoàn Kiếm, ngoài cái bờ vở của Trương Dương và Phúc Tân ấy, thì hiện nay chúng ta đã giao cái phần thảm xanh đó cho cái quản lý của cộng đồng địa phương. Và với bước đầu thì thực hiện thì cái điều đó nó khá là tốt. Nhưng mà nó sẽ có những cái vấn đề giống như là cái trường hợp đây, ví dụ như là những cái cây xà cừ hay là những cái cây thân gỗ lớn như thế này mà chẳng may mà nó gãy đổ sẽ rất là khó cho người dân để có thể xử lý được. Cái trường hợp mà bão lũ hay là thiên tai, thứ nhất là người ta không có đủ kỹ thuật, việc thứ hai là người ta không có đủ cái phương tiện, cái máy móc, thì cái lúc bây giờ thì cơ quan quản lý sẽ đứng ra làm cái việc đó. Dù sao thì thiên tai địch họa thì nó cũng chỉ là hy hữu thôi đúng không ạ? Còn cuộc sống hàng ngày diễn ra thì chúng ta vẫn có môi trường, vẫn có cảnh quan, vẫn có cộng đồng. Thì cộng đồng nên chung tay để cùng giữ gìn cái cảnh quan ở chính nơi mình đang sống. Và điều đó thì hẳn là sẽ tạo nên một cái sự bền vững trong cái việc giữ gìn cảnh quan cây xanh đô thị của thủ đô. Đúng như vậy. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu tiên của mùa thu Hà Nội năm nay. Nhưng thật tiếc rằng mùa thu năm nay không còn giữ được vẻ đẹp như những mùa thu năm xưa nữa. Lý do là gì hẳn quý vị cũng đã biết. Tuy nhiên, giống như những gì mà chuyên gia Nguyễn Hoàng Hào đã chia sẻ, hãy coi đây là một bài học nhưng cũng đồng thời là một cơ hội để chúng ta tái thiết lại những mảng xanh của thành phố với những giải pháp bền vững hơn. Chương trình Việt Nam Bền Vững tuần này cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.